chào các bạn, mình là Linh và hiện nay mình đang học tại trường DIT, một trong ba học viện công nghệ lớn nhất tại Ireland. Trường DIT hiện nay thì đã có hơn 130 năm lịch sử và trường thì có tổng cộng là 9 campus và tất cả đều tọa lạc tại trung tâm thủ đô Dublin với sự học của hơn 20.000 sinh viên đến từ trên 100 quốc gia trên thế giới. Bây giờ các bạn cùng mình tiếp tục khám phá một ngày đi học ở DIT như thế nào nhé. Hy vọng các bạn có thể hình dung được phần nào cuộc sống của du học sinh tại Ireland. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi nào thì các bạn hãy để lại comment nhé. Hẹn gặp các bạn tại Ireland.